Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến Kodashop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và trong video trước thì Bá Ngọc đã làm một video giới thiệu tổng quan về dòng sản phẩm cao hồng sâm, công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm làm sao cho hiệu quả nhất. Và ngay sau đó thì Bá Ngọc và Kodashop nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía quý khách hàng. Và trong số đó có rất nhiều những câu hỏi liên quan đến cái việc hiện tại trên thị trường có rất nhiều những đơn vị phân phối dòng sản phẩm cao hồng sâm, từ những cửa hàng kinh doanh online cho đến offline, hay là từ những cửa hàng nhỏ cho đến những cái shop lớn. Vậy tôi bỏ ra một số tiền nhỏ mua ở những cửa hàng nhỏ lẻ thì đã mua phải những dòng sản phẩm cao hồng sâm hàng kém, hàng giả, hàng kém chất lượng hay không? Hay là khi tôi bỏ một số tiền lớn mua ở những cửa hàng lớn hay những cái shop lớn thì đã mua được dòng sản phẩm chính hãng đảm bảo về chất lượng hay đúng với giá trị thật của sản phẩm chưa? Thì trong video ngày hôm nay thì Bá Ngọc xin chia sẻ một vài những kinh nghiệm của chính bản thân Bá Ngọc và của Kodashop đã uy tín nhiều năm phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc để giúp bạn tránh được đó là tiền mất nhưng tật mang. Chúng ta bỏ số tiền thật nhưng mà đôi khi chúng ta mua phải những dòng sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi khi uống vào người chúng ta còn mắc thêm những căn bệnh khác, đúng không ạ? Và để giúp bạn có thể phân biệt đâu là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng hay là đâu là hàng thật và giúp bạn mua được dòng sản phẩm chính hãng thì bạn cần lưu ý một số những cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất, khi bạn mua một dòng sản phẩm cao hồng sâm hay bất cứ dòng sản phẩm nào thì bạn nên tìm đến những cửa hàng uy tín, họ đã có kinh nghiệm nhiều năm, có địa chỉ rõ ràng và có nhiều những cái phản ánh tích cực từ phía quý khách hàng. Và trên hết thì họ có những cái đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng. Và đặc biệt nữa thì nếu bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì họ sẽ cam kết bồi hoàn tiền 100% và thậm chí là nhiều gấp nhiều lần so với số tiền bạn bỏ ra mua ban đầu. Cái tiêu chí thứ hai, bạn có thể tìm hiểu một vài những cái đặc điểm sau đây khi mà chúng ta mua dòng sản phẩm cao hồng sâm. Khi chúng ta đi mua dòng sản phẩm cao hồng sâm thì chúng ta cầm cái vỏ hộp lên và chúng ta quan sát thật kỹ vỏ hộp. Đối với mặt trước, vỏ hộp giấy bên ngoài nó rất là sắc nét và rất là đẹp. Ở phía góc trái của vỏ hộp luôn có biểu tượng cờ Hàn Quốc và logo của nhà bảo trợ Samsung. Hãng Samsung là một hãng rất là nổi tiếng và họ đã có rất là uy tín trên thị trường, bảo trợ cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau của đất nước Hàn Quốc. Ở giữa là biểu tượng sản phẩm có hình chiếc khiên màu đỏ rất là đẹp. Góc phải các thông tin về sản phẩm, ký hiệu, những cái chứng chỉ mà họ nhận được, họ in rất là sắc nét và rõ ràng. Đặc biệt ở hai mép mở của vỏ hộp có dán tem đề can trong của nhà sản xuất rất là sắc nét và chắc chắn. Sau khi chúng ta quan sát mặt trước rồi, sau đó chúng ta quan sát phía mặt sau của sản phẩm. Mặt sau có thông tin chi tiết về sản phẩm bằng tiếng Hàn Quốc, đặc biệt là mã vạch để bạn có thể kiểm tra thông tin về địa chỉ nhà máy, giúp bạn biết chính xác nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Cùng với đó là lô sản xuất rất là rõ ràng và hạn sử dụng. Đó toàn bộ tổng quan phía bên ngoài. Sau khi chúng ta mua về hoặc chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp tại nơi chúng ta mua thì chúng ta quan sát phía bên trong. Thì ở phía bên trong chúng ta có một số những cái lưu ý sau. Phía bên trong gồm có hai lọ thủy tinh. Góc trái của hộp luôn có biểu tượng cờ Hàn Quốc và logo của hãng Samsung bảo trợ. Ở giữa vẫn là biểu tượng của sản phẩm có hình chiếc khiên màu đỏ thẫm rất là đẹp. Phía góc phải có các thông tin ký hiệu, các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được in rất là chi tiết, rõ ràng và sắc nét. Đặc biệt ở hai mép lọ được nhà sản xuất dán tem chống hàng giả rất là chắc chắn và kỹ càng. Vừa xong thì Bá Ngọc đã chia sẻ một vài những cái thông tin để giúp bạn có thể tìm hiểu ở dòng sản phẩm cao hồng sâm và để chúng ta tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì khi chúng ta đi mua dòng sản phẩm thì cái điều đầu tiên thì chúng ta phải tìm đến những cửa hàng uy tín và có thương hiệu, họ đã có kinh nghiệm nhiều năm và đặc biệt là địa chỉ rất là rõ ràng. Cùng với thứ hai là chúng ta quan sát thật kỹ ở vỏ hộp và phía trong lọ sản phẩm. Ngoài ra bạn có thể tìm mua tại trang siêu thị trực tuyến Kodashop24h.com. Chúng tôi với tiêu chí chất lượng là uy tín, luôn phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc để mang những dòng sản phẩm chất lượng nhất đến với tay người tiêu dùng Việt Nam. Và đặc biệt khi bạn mua dòng sản phẩm cao hồng sâm hay bất cứ một dòng sản phẩm nào tại trang siêu thị trực tuyến Kodashop24h.com, nếu trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng
thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100% và thậm chí gấp 10 lần so với số tiền mà bạn bỏ ra. Ngoài ra chúng tôi còn có chính sách trong 7 ngày mà bạn đã bóc sản phẩm ra rồi mà bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng sản phẩm thì chúng tôi sẽ chính sách đổi trả hàng mà bạn không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Cùng với đó thì bạn có thể yêu cầu kiểm tra thật kỹ hàng hóa trước khi trả tiền. Và trên hết thì chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm để làm sao đạt được hiệu quả tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Cao Hồng Sâm cũng như là cách mua hàng như thế nào thì bạn có thể kéo xuống phần mô tả của video này, kích vào đường link koreashop24h.com hoặc bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985. Bạn Ngọc xin nhắc lại 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Kính chúc bạn và những người thân trong gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và kính chúc bạn có những lựa chọn thật là sáng suốt cho bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.